Đây ông nào đây? Mr. B à? Dài dài dài. Anh em đánh nhau tận ra đây anh em ạ. Ông nào đây? Taxi chay. Bãi nào cũng có người anh em ạ. Cộng bãi này không có này. Đấy nhá, DK này cộng sức mạnh có 2000 thôi anh em ạ. Cộng hết vào máu nhá. Xem đánh quái bao nhiêu nào. Vẫn hai mấy triệu anh em ạ. Quái quái vẫn hai mấy triệu máu luôn này. Ấy 20 triệu máu này. Một đam chết quái luôn anh em ạ. Cái dòng mít mít hiện lên tức là bị vượt đam anh em ơi. Giới hạn là chỉ có 22 triệu đam thôi. Khi mà vượt quá 2 triệu đam nó sẽ bị mít. Đấy, đánh một phát chết quái luôn. Vào đây con trâu kia. Chết 11 triệu này. 17 triệu này. Có phát nhảy đến 20 triệu anh em ạ. DK này, DK máu nhưng mà đam vẫn to lắm anh em ơi. DK vẫn ở trong class gọi là đam siêu to luôn.